Rồi, xin chào các bạn nha. Thì chiều nay mình sẽ giao lưu cho các bạn một cái cây mai bonsai. Cây này đã ghép cúc thành phẩm rồi. Thì hiện tại cây là nó nằm trong cái chậu tròn. Đấy. Chậu đất nung. Đó. Thì đây là cái phần bên dưới gốc đế của cây. Phần thân nó ấy, thì trên 20 nha. Phần thân xác cũ này, trên 20. Phần cổ cò nó là tầm 17-18. Đó. Cái cốt nó càng dốc càng lên cao là nó càng dốc lại không. Mọi người, đây là cái vớt ghép đây, đây vớt ghép sát cậy này đó, sát cái mạch cắt của cái các cái tay lúc trước cắt ra. Đây là vớt ghép thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba này, và đây là thứ tư này, vớt ghép cành lọp phụ này. Đấy, thì đây là phần bên trên. Giờ nó đổ lấy da nhỉ, mình tương đối rồi nha. Đó, lạch bớt mấy cái lá cho lom chom cho mọi người thấy được cái dáng của cây. Đó. Các cây cành này đang đi nước dây đầu tiên này. Đó. Thì anh em muốn mua cây này và nuôi chơi liên hệ số điện thoại 0849020790 nha. Bây giờ mình sẽ quay thiệt kỹ cái phần form cây trước đã. Đây là form chân mặt tiền này. Đó. Sau này mình dắt cái một lên một cái ngọn này nữa. Vì hiện tại là mình muốn thẻ cho nó lớn các cái tay cành này. Đó. Cái này là cái cù, nếu mà anh em chịu khó nuôi chơi kỹ á, anh em chơi kỹ thì mình cắt giật form này là cắt giật gọn gàng lại. Sau này các cái tán cành nhỏ này nó lấp ra là nhìn nó sẽ ấm, tròn đều trên phần bên trên này, nó có một cái chóp đỉnh trên này nó là đẹp. Hiện tại thì mình chỉ đi nước da đầu tiên như thế này thôi, đó nó giữ form. Hoàn thân lớn nha. Cái này thì nó phần bên dưới nó là đế rễ nôm cao và nó đã lên xù cốc rồi. Đấy, rất là rõ ràng. Chỗ đây là nó dít lại, các cái rễ nó dít lại thành một cục luôn. Đấy. Đây, xù cốc này thấy các mụn cốc mà li ti được không? Anh em không? Rất rõ ràng nha. Bộ đế rễ này thì nó rơi vào tầm 50 á. À, tầm 60 luôn cho 50, ba vòng tay của mình đó. Không, coi nữa. Lúc trước cái cơ phổi rất là mập nè. Đấy. Giờ coi nó đã thành phẩm rồi. Không, nên không. Chô. Cái đỡ rỡ này mà em nuôi trời ghiền luôn. Dưới đây nó đóng một cục ha anh em không? Các rỡ nhỏ này nó dít lại thành một cụm rỡ đó, nó tạo thành một cục nó luôn. Đây là phần bên dưới này, bên dưới của cái phần thân cũ nó. Phần thân nó chỗ đây là mình đo trên 20 nha. Tầm đó. Rất lớn nha anh em. Ngoài nó bự lắm. Dắt cành rất là đẹp nha anh em. Cốt cây rất là đều. Đấy. Cách kỹ. Không. Mùa này lé như thế này thì quá ok là nha. Nó mới đóng bắt đầu nó lúng phúng nụ kim thôi. Thì mình sẽ bán giá nuôi cho anh em ha, giá rẻ thôi. Anh em nào có thiện chí giao lưu, coi mai bonsai đã ghép cúc đi một nước dây đầu tiên rồi. Lùng lực. Cây đã vô chậu tròn như thế này, liên hệ số điện thoại 0849 020790 nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo ha.